Hello, xin chào quý vị, các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City nha. Giờ có mặt đang có mặt trên cái đường Võ Thị Sáu vậy, hay còn gọi là đường Năm Nối Dài. Từ cái hướng bên chỗ cái đường Võ Thị Sáu ngắn bên kia đi qua anh này. Hôm nay đi vào trong này dắt quý vị đi dạo một vòng bên cái khu nhà giàu. Khu nhà giàu ở bên trong cái đường này. Trong cái video trước em có chia sẻ với quý vị là cái khu nhà giàu bên phía tay phải. Hôm nay chúng ta sẽ đi cái khu nhà giàu bên phía tay trái. Xem là nó giàu đến mức độ nào mà làm sao mà người ta cứ gọi là khu nhà giàu quý vị nhá. Để em đi qua cái đường rầy này một cái là em sẽ rẽ vào bên trong chia sẻ với quý vị coi. Đường Võ Thị Sáu là một con đường ăn chơi bậc nhất ở thành phố Biên Hòa quý vị. Đấy, cho nên là được mệnh danh là khu nhà giàu đây. Rồi em sẽ qua đường này, giờ em sẽ qua đường rẽ vào cái hẻm đầu tiên ở cái khu nhà giàu bên phía tay trái nha. Rồi em sẽ vào cái hẻm đầu tiên đây. Wow, đi vào trong này các tự nhiên thấy nó mát mát quý vị ơi, cây xanh nhiều mát mát này. Đây, đồ ăn đồ uống ở đây đó, nhà cửa đẹp chưa. Wow, mở cửa quá đẹp luôn nè. Đó, vậy coi nha. Đó, nhà cửa đẹp quá trời đẹp luôn. Nail cafe. Đây quý vị, Đại Hùng Ăn. Đây quý vị nhìn nhà cửa ở đây, người ta làm rất là đẹp. Wow, lâu quá rồi nay mới thấy cây bông gòn quý vị. Cây bông gòn lâu quá rồi nay mới thấy lại. Đó, nhà đẹp quá. Nhà này có cây lá vàng vàng này, đẹp ghê. Nhà cửa xây rất là đẹp quý vị. Cái đường này là cái đường chính, em sẽ đi hết cái đường này luôn. Rồi em sẽ đi những cái đường khác chia sẻ với quý vị xem nha. Cái đường trong này thì nó cũng đánh số bằng các cái tên chữ cái, giống như là đường N, đường D, đường C đó. Nó cũng giống như bên khu bên kia. Khu bên này là nó có trước, cho nên là nó có vẻ nó cổ điển hơn khu bên kia các vị. Rồi, sẽ đi cái đường này các vị coi này. Wow, nhà đẹp quá ta. Detailing Biên Hòa. Wow, nhà đẹp quá quý vị ơi. Diễm Mò. Đây, cái khu này nhà cửa rất là đẹp, sang trọng, tuyệt vời. Đây, em sẽ đi vòng vào cái đường D5 này luôn, đi xuống cuối đường luôn. Đó, quý vị nhìn kìa, cái khu nhà cao tầng Amber Court. Trong này vẫn còn xây dựng rất là nhiều quý vị. Trong này vẫn còn đang xây dựng và phát triển. Cà phê Nguyễn Thủy. Đó, đây người ta đang làm nè. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đó, quý vị có thể nhìn thấy bên kia là người ta vẫn đang còn những cái công trình nè. Đẹp không? Đó, công trình bên kia làm rộng quá trời rộng luôn. Đó. Đây, trong này là có khu chung cư trong này này. Đó, khu chung cư trong này là nó có cả hồ bơi đây nữa nè quý vị. Đấy, hồ bơi ngay chỗ này. Khu vui chơi giải trí ở đây. Đây là cuối đường rồi nè. Đây là cuối đường rồi. Đây, sẽ quay lại nha. Đó, đây người ta đang tiếp tục những công trình xây những cái khu chung cư trong đây. Đây cho quý vị coi nè.
Đấy, đây là cái mô hình mà khi mà người ta xây xong đó, nó sẽ như thế này này. Đó, quá trời đẹp luôn. Topa Twin ha. Cái này nó gọi là Topa Twin. Đẹp không quý vị? Quá đẹp luôn ha. Rồi, bên cái khu bên này này, những cái tòa nhà quá xá đẹp luôn. Những cái tòa nhà quá xá đẹp. Và đây người ta vẫn đang tiếp tục xây này quý vị. Đây, người ta đang tiếp tục xây này, những cái tòa nhà này. Đó, cái tòa nhà đây người ta vẫn đang xây này. Sát sát nhau luôn nè, giống giống nhau, kiến trúc giống nhau. Đó, vẫn đang xây này. Rất là nhiều những cái ngôi nhà đây người ta vẫn đang xây này. Đó, quá xa đẹp, quá xa dữ luôn. Đây là quý vị, đây nha, đâu quý vị coi nè. Đó, cần câu ở trên đang cậu đang kéo đò nè. Khu này gọi là Topa Twin. Đó, khối chung cư block, khu chung cư Topa Twin. Quá dữ, quá dữ, quá đẹp. Rồi em đi tiếp con đường bên này để cho quý vị coi khu nhà giàu. Đó, này vẫn đang xây biệt thự nè. Đó, đẹp chưa, quá xá luôn. Quá đẹp, quá đẹp, quá xá đẹp. Đó, đi vòng vòng mấy con đường này cho quý vị coi nha. À, đó, nhà này làm hay không? Nhà này sơn lên một màu xanh nó nổi bật luôn. Đây quý vị, đẹp tuyệt vời luôn ha. Wow, cái này có cây bọ cạp vàng đẹp quá quý vị. Đó, đẹp tuyệt vời luôn. Đây, em qua cái đường bên này nha. Đó, sẽ đi từng cái con đường này cho quý vị coi nè. Wow, trong này có mấy cây bọ cạp vàng đẹp quá. Đây quý vị, wow, nhà kiến trúc hay ghê luôn đó. Đúng là nhà giàu khác. Ở trong này có cái ngũ hành miếu. Đó, lầu Hồng Kông này. Đây, em sẽ đi qua cái đường chỗ này. Ngôi nhà màu hồng. Lý Hoài Nam. Quá đẹp, quá xá đẹp. Ô, cái, tự nhiên có cái đường này nhiều sơn màu sắc kìa ta. Quê giàu thì có cái đường nó nhiều sơn màu sắc. Đang tu bộ nhà cửa. Quá đẹp luôn. Quá xá đẹp quý vị ha. Quá đã luôn. Khu trong này rất là lý tưởng quý vị, nhất là những người lớn tuổi á, những người lớn tuổi vào này rất là lý tưởng. Ôi, chỗ tự nhiên có cái vườn cây xanh đây là sao ta, chắc là công viên à. Ừ, khu chỗ mà đất đai đắt đỏ thế này mà có khu đất trống là công viên à. Đấy, tại vì ở trong này á nó yên tĩnh lắm cho nên là rất là lý tưởng cho những người lớn tuổi quý vị. Đây là cái đường chính, đây là cái đường chính. Đây, chạy vào cái đường chính cho quý vị coi nha. À, cái đường chính này quý vị sẽ nhìn thấy những cái ngôi nhà có kiến trúc như nhau này.
Đó, có thể bên tay trái em này không? Những cái mái nhà y chang nhau khác gì hết á. Đó. Đó. Ồ, đẹp quá ta. Đẹp quá, xá đẹp luôn ta. Ồ. Bên này cũng vậy nè. Đó. Tại bên cái khu bên này ấy, là người ta làm lâu rồi quý vị. Cho nên là quý vị có thể thấy là những ngôi nhà nó đã có rêu, có mốc rồi ha, lâu rồi, nhưng mà vẫn rất là đẹp. Đó, bởi vì cái sự khang trang của nó thì rất là đẹp. Còn cái khu bên phía bên kia đó là người ta mới làm đây, cho nên là nó mới hơn, nó đẹp hơn. Đây quý vị nha, em sẽ đi hết cái con đường này luôn cho quý vị coi nha. Wow, wow. Đẹp quá à. Đẹp quá, sao đẹp luôn. Đây, sẽ rẽ qua con đường bên phía này cho quý vị coi nha. Đó, bên này là hết đường rồi. Bên này là đất trống nè. Đó, sẽ quay ngược lại nha. Quay ngược lại cho quý vị coi nha. Đó. Quá xa đẹp luôn. Đây, em sẽ rẽ qua bên này nha. Nãy rẽ tay phải rồi, giờ rẽ tay trái. Này quý vị, phòng khám Tâm An. Đây, tới đây là hết đường rồi, hết khu dân cư rồi. Đó, nó sát cái chỗ cánh đồng hoang bên này rồi. Đây, thấy không? Sát cánh đồng hoang này rồi. Đây là những cái dãy nhà của cuối đường rồi. Buffet 99.000, sang chảnh. À. À, khu buffet 99.000 sang chảnh. Đó, từ đây là chúng ta đi thẳng là ra đường Võ Thị Sáu rồi quý vị. Đó. Đẹp không quý vị? Quá đẹp ha. Karaoke Kim Hoàng. Đó. Rồi dạo thêm vòng nữa hôm nay đi nha quý vị. Dạo thêm vòng nữa hôm nay đi. Coi tiếp những cái ngôi nhà ở đây, khu nhà ở đây nè, đẹp tuyệt vời. Khúc chỗ này toàn là karaoke, nhà nghỉ không à. Đây, karaoke Hân Linh nè. Quán karaoke này dắt vàng giống như là Phúc XO, Pharaon, giống như kiểu Pharaon của Phúc XO. Rồi, đây là hết đường rồi. BOI 3. Đó, bên thẳng qua bên kia là bên khu bên kia thì video trước em có chia sẻ với quý vị rồi ha. Rồi, chúng ta sẽ ra đường Võ Thị Sáu. Rồi thì từ nãy giờ em đã dắt quý vị và các bạn đi tham quan một vòng bên trong cái khu nhà giàu. Cái khu phải nói là cực kỳ giàu ở bên đường Võ Thị Sáu này. Bên phía tay trái chúng ta đó. Thì cái video này em xin tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo nha.